Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Suy niệm. Trong sách Hạt giống tâm hồn có ghi một câu chuyện như sau. Một người đàn ông trông coi một nghĩa trang vắng vẻ, thường xuyên nhận được một tấm ngân phiếu vào đầu mỗi tháng do một phụ nữ giàu có sống ở thành phố gần đó chuyển đến. Số tiền đó dành để mua những bông hoa tươi đặt trên ngôi mộ của con trai bà. Cậu đã chết trong một tai nạn xe hơi vài năm trước. Một hôm, người phụ nữ ấy đến và nói một cách mệt nhọc với người đàn ông trông coi nghĩa trang rằng: "Tôi là người hàng tháng đã gửi tiền đặt hoa trên ngôi mộ con trai mình trong suốt 2 năm qua. Hôm nay tôi đến đây vì bác sĩ cho tôi biết chỉ còn có thể sống được vài tuần. Tôi không nối tiếc gì khi phải ra đi như vậy, bởi tôi thấy không còn gì trên đời này đáng để sống. Khi đứa con trai yêu quý nhất của tôi không còn nữa. Tuy nhiên, trước khi chết, tôi muốn đến đây để ngắm nhìn con mình lần cuối và thỏa thuận với ông về việc tiếp tục đặt hoa trên ngôi mộ con trai tôi." Người đàn ông lắng nghe những lời tâm sự, những trăn trở của người phụ nữ một cách chân thành. Cuối cùng ông lên tiếng: "Thưa bà, tôi cảm thông với nỗi đau khổ của bà, nhưng tôi vẫn luôn thấy hối tiếc vì bà liên tục gửi tiền đặt hoa trên ngôi mộ ấy." "Vâng, tôi biết bà rất yêu quý con trai của mình và tôi cũng trân trọng tình yêu đó. Nhưng bà nghĩ xem, những người sống ở các bệnh viện, trại tị nạn và các nhà tù cần những bó hoa này biết bao. Chính những người sống ở đó mới cần được động viên. Phần lớn trong số họ đều yêu thích hoa. Họ có thể gửi chúng, ngắm chúng. Còn ngôi mộ ở đó không có ai sống và không có ai để ngắm nhìn và chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của những bông hoa." Người phụ nữ không trả lời. Bà ta ra về và không nói thêm một lời nào, để lại người đàn ông với nỗi áy náy rằng không biết những lời nói của mình có làm xúc phạm người đàn bà hay không. Tuy nhiên vài tháng sau, người đàn ông trông coi nghĩa trang thực sự ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ tự tay lái xe đến thăm mộ con trai mình. Trông bà khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nói trong sự ngỡ ngàng của ông: "Ông nói đúng, tôi không gửi tấm ngân phiếu nào đến đây nữa. Tôi bắt đầu mua hoa gửi tặng những bệnh nhân trong bệnh viện, những cụ già ở viện dưỡng lão, những người hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Và tôi cảm thấy vui khi ngắm nhìn gương mặt họ rạng ngời bên những bông hoa. Tôi hiểu họ rất hạnh phúc, và hơn thế nữa, tôi cũng rất hạnh phúc." Bà mỉm cười nói tiếp: "Các bác sĩ không biết điều kỳ diệu nào bỗng nhiên làm tôi khỏe lại, nhưng tôi thì biết. Giáo lý Công giáo dạy, những người chết trong ân sủng và tình thân nghĩa với Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, thì họ chắc chắn sẽ được ơn cứu độ muôn đời. Họ còn phải chịu thanh luyện sau khi chết, để đạt được sự thánh thiện cần thiết, hầu tiến vào hưởng niềm vui thiên đàng."
người phụ nữ trong câu chuyện đã tìm được niềm vui, ý nghĩa cuộc sống khi không còn lặng lẽ gửi những bông hoa nằm bên bia mộ lặng lẽ của con trai yêu quý của riêng mình. Nhưng những bông hoa đó làm thắm tươi gương mặt xanh xao của bệnh nhân trong bệnh viện, làm ấm lòng những người già cô đơn trong viện dưỡng lão. Và nếu bà làm những việc lành bác ái đó với ý chỉ cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt là linh hồn con trai yêu dấu của mình nơi luyện hình, thì chắc chắn rằng dưới suối vàng, linh hồn cậu con trai không những vui vì thấy mẹ mình đã tìm được lẽ sống và niềm vui đích thực của cuộc đời, đó là sự yêu thương và chia sẻ, nhưng những việc làm đó còn mang lại hiệu quả trong lời cầu nguyện mà linh hồn cậu đang rất cần. Điều mà cậu không thể làm được trong khi còn ở chốn luyện hình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết vượt thoát cái tôi bé nhỏ để hướng đến những tha thể ngoài mình bằng những quan tâm giúp đỡ dù rất đơn sơ, nhỏ nhặt. Điều kỳ diệu là những điều nhỏ bé mà chúng con làm cho người khác có thể tạo nên những thay đổi tốt đẹp cho cuộc sống của chính chúng con. Và trên hết, đó là nhờ lượng từ bi của Chúa. Những việc lành bác ái mà chúng con đã làm có thể mang lại sự hiệu quả của ân xá và lời cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện hình. Amen. Đời con như cua lê không hề ngừng, như tấm bánh luôn để dương. Tình con như ánh nến luôn bừng cháy trong, tình Chúa sáng như hừng đông. Xin dâng Chúa trọn đời con như làn gió nhẹ, quyện làn hương của tình Chúa để con chia sẻ cho nhân thế. Trọn đời con là lời mang sứ điệp tin mừng, là dòng sông mang đến cho nhân trần phù sa chứa chan hồng ơn. Ngài chọn con tuy con không có chi là công, con luôn không xứng như Ngài mong. Tình con qua thiêu thốn để đền đáp như giọt nước xanh như biển đông. Xin dâng Chúa trọn đời con như làn gió nhẹ, quyện làn hương của tình Chúa để con chia sẻ cho nhân thế. Trọn đời con là lời mang sứ điệp tin mừng, là dòng sông mang đến cho nhân trần phù sa chứa chan hồng ơn. Bằng niềm tin con đi theo Chúa không bận vương, đây con tìm biến nên lệ dâng. Nguyện tay xoa những vương mắc của lầm lỡ, xin bù đắp những chi còn nhớ. Xin dâng Chúa trọn đời con như làn gió nhẹ, quyện làn hương của tình Chúa để con chia sẻ cho nhân thế. Trọn đời con là lời mang sứ điệp tin mừng, là dòng sông mang đến cho
cho nhân trần phù sa chứa chan hồng ơi.